Tập 16. Nào, cũng rót cho con đi. Dạ được. Đây, trung thu vui vẻ. Bố à, bố nói xem, sao vị giác của con tự nhiên lại có rồi? Thì khỏi bệnh, đương nhiên là có lại vị giác rồi. Nhưng mà căn bệnh này đã chữa hơn 10 năm rồi, sao bỗng chốc lại có thể khỏi được? Đó là do con gái bố tốt bụng nên ông trời thương. Dạ phải, bố à, bố nói rất đúng. Làm gì con may mắn uống qua lê trắng xong nên mới có lại vị giác. Uống qua lê trắng à? Không thể nào. Sao lại có thể chứ? Chuyện này chính là như vậy. Con uống bạch qua lê xong đã bổ sung một yếu tố bị thiếu trong cơ thể con nên vị giác mới hồi phục. Ý con là nói uống qua lê trắng xong thì qua lê trắng chữa lành vị giác cho con à? Dạ phải. Nên qua lê trắng không phải là rượu chẳng lành gì đâu. Với con mà nói là rượu may mắn. Con gái à, nói như vậy thì chúng ta càng không thể uống qua lê trắng. Con nghĩ đi, chúng ta mà uống qua lê trắng để người khác uống được thì cũng đâu biết là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người ta không. Lỡ như có hại cho người ta thì phải làm sao? Không uống, không được uống. Bố à, bố còn nhớ lúc con còn nhỏ bố đưa con với mẹ ra bờ biển bắt cua không? Biển ơi, biển ơi, mau chạy thôi, chậm thôi, sóng tới rồi, mau chạy thôi, đuổi theo, mau, mau lên, mau đuổi theo sóng đi, chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. Sống tới rồi. Chậm thôi. Bố mẹ ơi, xem đi, con bắt được con cua nhỏ rồi. Được rồi, chúng ta về thôi. Bố ơi, bố thấy con cua con bắt có đáng yêu không? Đáng yêu. Đi thôi. Mẹ à, con muốn đưa chúng về cùng. Chúng ta phải về nhà. Bạn cua nhỏ cũng phải về nhà của mình. Không đâu, con không nỡ. Nhưng mà chúng cũng sẽ không nỡ xa người nhà và bạn bè của chúng. Con có thể làm người nhà và bạn bè của chúng mà. Vậy con có nỡ xa bố mẹ không? Dạ không. Nếu con đã là bạn của bạn cua nhỏ, đương nhiên sẽ không làm chuyện khiến cho bạn ấy không vui, đúng không? Ngoan quá, đi thôi. Về nhà đi. Đi thôi. Tạm biệt. Rất ngoan, đi thôi. Vị giác mà con đang có là của bạn con. Kể từ khi anh ấy mất đi vị giác thì công việc và cuộc sống là một mớ lộn xộn. Mặc dù con rất không nỡ, nhưng mà con cũng không muốn bạn mình khó xử. Nếu như có mẹ ở đây, chắc chắn mẹ cũng sẽ ủng hộ cho con thôi.
con nhóc này, sao này không được, lấy mẹ của con ra gây áp lực cho bố. Nào, cạn ly. Bố tôi chính là như vậy, anh đừng để tâm. Cái này ngon lắm, để tôi mở ra cho anh xem. Hôm nay là Trung Thu à? Đúng. Nên đón Trung Thu với người nhà của mình. Không gặp cũng được. Bánh Trung Thu này nhân gì? Anh thử nếm đi. Dù sao thì anh cũng đâu nếm ra được. Để tôi nếm thay cho anh. Nhưng lòng đỏ trứng. Anh thích ăn nhân gì? Đậu đỏ. Để tôi lấy cho anh. Thôi đi. Dù sao thì tôi cũng đâu nếm ra được. Cô ăn theo tôi đi. Thực ra thì như vậy cũng tốt. Không có thì không có thôi. Tại sao chứ? Nếu như tôi có lại vị giác thì sẽ không tổ chức hoạt động nếm rượu lại được nữa, đúng không? Anh ích kỷ quá đi. Cô à, vì cô mà tôi thậm chí không cần cái vị giác, còn nói tôi ích kỷ. Tôi không cần. Tôi cũng hy vọng anh giống như lúc trước. Công việc và cuộc sống sẽ vào nếp. Đau lòng cho tôi à? Tôi thương hại anh thôi. Lục Di Tầm bị mất đi vị giác, vẫn có thể hôn mưa gọi gió. Cô đừng xem thường tôi. Nói như vậy thì sự cố gắng của tôi thành công cốc rồi. Bố cô đồng ý rồi à? Dùng trí có thể thành công. Chú à, cảm ơn chú. Đi đi, đi đi. Tôi đang giúp con gái tôi thôi, có biết chưa? Cảm ơn bố. Rượu này phải ủ bao lâu? Ủ rượu ở nhà thì điều kiện không bằng nhà máy, phải tốn chút công sức, nhưng mà cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tầm một năm. Một năm mà. Việc định giá rượu mới của nhà máy rượu Giang Rose không thể chờ tới một năm. Chắc là ông trời đang muốn tôi bỏ cuộc. Chắc đây chính là số mệnh. Lục Di Tầm mà tôi quen không phải là người nghe theo số mệnh. Hơn nữa, vẫn chưa tới lúc tồi tệ nhất. Nếu như qua lê trắng là một phần của việc quán đổi thật, vậy trước cái lần đầu tiên vị giác của chúng ta có sự thay đổi thì chắc là tôi đã uống qua rồi mới đúng. Hơn nữa còn uống rất là nhiều. Ý cô là sao? Chắc là vẫn còn cách.
Cậu Mục. Ý kiến rất có chuyên môn. Cảm ơn. Thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ đối chiếu thống nhất. Tôi sẽ đối chiếu xong trước thứ sáu, rồi gửi cho cô. Hôm nay tâm trạng cô không tệ. Hợp tác cùng với người như cậu thì rất khó để tâm trạng không tốt. Lúc Lục Di Tầm hợp tác cùng cô là người như thế nào? Bình tĩnh, quyết đoán, theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng có lúc cũng hơi cứng đầu. Nếu một người như vậy bỗng dưng có một ngày trở nên do dự yếu đuối, thì cô nghĩ là vì cái gì? Nói cho tôi biết, không sợ tôi tiết lộ ra ngoài à? Chúng tôi tin cô. Ý của cậu Mộc là chuyện định giá cho rượu mới vẫn đang dây dưa. Thông minh. Với Lục Di Tầm mà nói, hoặc là chuyện này trong khâu nào đó vi phạm tiêu chuẩn của cậu ta, hoặc là cậu ta có chuyện khó nói. Cô có biết Hà Bất Túy làm trợ lý cho Lục Di Tầm từ bao giờ không? Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở trận đấu mà cậu thắng Lục Di Tầm. Vậy sao? Sao vậy? Hình như là cậu có hứng thú với trợ lý của cậu ấy. Lục Di Tầm còn có hứng thú với trợ lý của cậu ta hơn tôi. Tôi thấy quan hệ của hai người họ càng ngày càng tế nhị. Xin lỗi, tôi chỉ làm công việc hành văn. Những chuyện lung tung khác trừ nó ra thì tôi không có hứng thú. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Thú vị. Idol à, đây là điều ước trung thu của thiên tầm tụi em. Anh phải đáp ứng cho tụi em đó. Không được. Idol à, phúc lợi của fan thiên tầm tụi em đều trông mong vào em hết. Nếu như chúng ta đã có chuyện muốn nhờ, thì anh hy sinh lần này đi. Giống quá đi. Được rồi. Bất ngờ thì rất hợp. Mình hạnh phúc quá đi. Phải làm sao. Tôi chỉ mặc 10 phút thôi. Hả Phạm à? Thật ra lần này chúng tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Cô yên tâm, Hạ Phàm tôi lên núi đao xuống chảo dầu cũng quyết không từ. Đâu có khoa trương như vậy chứ. Chỉ muốn cậu tìm giúp một người thôi. Tìm người à? Tìm ai? Tên là gì? Quy tắc chỗ tôi rất đơn giản. Trong một phút, uống sạch hết rượu trên bàn. Nếu cô có thể thắng thì tiền là của cô. Còn thua thì từ giờ trở đi phải rút khỏi giới đấu rượu. Rượu trên bàn này không phải là rượu thường đâu. Rất là mạnh. Tôi cũng phải tốn rất nhiều công sức để có được nó.
Nhưng mà dùng để thử thách cô thì rất là đáng. Tôi cũng không biết anh ta tên là gì. Lúc đó tôi cũng không hỏi. Nhưng mà lúc tôi đấu rượu thì gặp được anh ta. Những người xung quanh gọi anh ta là cậu Lâm. Cũng tức là trong một phút uống sạch 9 hũ rượu à. Uống nước cũng đâu có nhanh như vậy. Chốn đấu rượu không có chút bản lĩnh thì làm sao mà lăn lộn. Vậy nên cuối cùng cô thắng à? Đương nhiên rồi. Trước khi gặp anh tôi chưa từng thua bao giờ. Sau này không được như vậy nữa. Hả Phạm à, những thông tin đó cậu có thể tìm được không? Quán bar Robin, cậu Lâm. Tôi nhớ rồi, cô yên tâm. Tôi là siêu nhân mạng. Trừ phi anh ta không có trên trái đất. Nếu không, có đào ba tấc đất tôi cũng tìm cho ra. Thêm hai tấm. Hai tấm nữa. Tìm người đây. Những cục cưng đang xem livestream, xin hãy giúp cục cưng Hạ Phàm của mọi người tìm một người tên là cậu Lâm. Người này đã từng thách đấu với Hạ Bất Túy ở quán Ba Robin. Cậu Lâm, Hạ Bất Túy ngàn ly không say muốn gặp anh. Chỉ cần cục cưng nào cung cấp được cách liên lạc, tôi sẽ thưởng 500 chiếc xe con, 200 chiếc du thuyền. Nếu không có lòng xin đừng làm phiền. Cậu Lâm à, Hạ Phàm gọi anh về nhà ăn cơm kìa. Chắc cậu Lâm sẽ là người lạ hot nhất sắp tới đây. Mấy người đăng tin tìm tôi trên mạng đã giúp tôi nổi tiếng trên mạng rồi. Chuyện nhỏ thôi. Đại hồng bào, lá trà có hương vị của mùa xuân, mùi thơm từ đáy ly, hương thơm ngất ngây, mùi vị đậm đà lưu lại rất lâu trong miệng. Một ly trà ngon. Chúng tôi chỉ cho rằng ngàn ly không say Hạ Bất Túy là một người lành nghề, việc tốt không nhường ai trong giới đấu rượu. Không ngờ cô còn trẻ mà lại am hiểu về trà như vậy. Đúng thật khiến người ta cảm thấy tiếc. Vì sao lại có thể gặp trễ như vậy? Vị này là... Đây là thần tượng của tôi, Lục Di Tầm. Lục Di Tầm là cậu chủ bỏ nhà ra đi của tập đoàn Lục Thị à? Chỉ là Lục Di Tầm thôi. Giờ thì tôi càng tò mò rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến các người tới tìm tôi? Chính hũ rượu lúc trước anh vẫn còn chứ? Bị cú hết rồi. Không còn giọt nào. Cô quên rồi sao? Thì ra mấy người là vì loại rượu đó à? Có đẳng cấp đấy. Nhưng mà e là không dễ tìm. Đúng rồi, 20 năm trước đã ngưng sản xuất loại rượu này. Nếu bây giờ muốn, chắc là chỉ tìm được ở chỗ những người cuồng nó thôi. Ngưng sản xuất 20 năm trước à? Không thể nào. Chính hũ rượu mà cô uống lúc trước nhiều nhất cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Cũng không quá lâu. Vậy anh mua nó ở đâu? Rượu này không còn được bán trên thị trường, chỉ âm thầm truyền đi trong giới. Rượu mà tôi có được cũng chỉ là do bạn tặng mà thôi. Vậy anh có thể... Chắc là cô hiểu quy tắc trong giới mà ha. Uống rượu không hỏi nơi sản xuất. Tôi đã nói những gì tôi biết cho các người rồi. Hữu rượu qua ly trắng giả anh vẫn chưa dứt chứ? Ở đây không quan nghênh mấy người. Tôi cũng không muốn xem trò quán đổi vị giác của hai người. Tốt nhất
là hôm nay anh hãy hợp tác. Không phải anh muốn biết sự thật về hoa lê trắng sao? Rượu mà lúc trước tôi được uống chính là rượu trong cái hũ này. Nếu xét từ mùi vị, trừ thời gian ủ và hoa lê trắng có chỗ anh thì không khác gì nhau. Hoa lê trắng ở chỗ của anh là rượu được ủ từ phường rượu 20 năm trước, còn chai này lại được ủ mới 5 năm. Cũng tức là trong 5 năm gần đây vẫn có người đang ủ hoa lê trắng. Nhưng mà 20 năm trước, bố tôi đã đóng cửa nhà máy. Chuyện bố tôi bị du quan trộm công thức cũng là chuyện của 20 năm trước. Từ lúc đó tới giờ, bố tôi không còn ủ hoa lê trắng nữa. Bố tôi cũng bạc vô âm tín. Nhưng mà giờ trên thị trường lại xuất hiện rượu mới ủ hoa lê trắng. Vậy người nắm giữ phường rượu, hoặc là bố tôi, hoặc là hung thủ. Rượu này lấy từ đâu? Đây là manh mối duy nhất của chúng ta hiện giờ. Sơn Lê Cư Hoa. Lê Hoa Sơn Cư. Mộc Xuân Phong, anh mau qua đây xem. Đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người họ lại thu dọn hành lý? Hà Bất Túy bị đuổi đi, hay là Tiểu Tầm bỏ trốn cùng với cô ta? Sao lại thu dọn hành lý rồi? Để tôi xem. Anh xem, đã xảy ra chuyện gì? Lục Di Tầm à, rốt cuộc là Lê Hoa Sơn Cư này ở đâu? Ở huyện Triệu của Lĩnh Nam. Vậy thì xa quá rồi. Chúng ta mà đi thì ít nhất cũng phải ở lại mấy ngày. Chắc là họ định đi huyện Triệu ở Lĩnh Nam. Vậy cuối cùng không phải là bỏ trốn cùng nhau à? Lục Di Tầm này, lúc đó tôi bảo anh ấy đi Pháp cùng tôi thì không đi, dù thế nào cũng không đi. Giờ thì vì người phụ nữ khác mà tới một nơi xa lạ. Anh ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng rồi, kẻ thua cuộc nhanh đúng là có ích thiệt. Anh thấy đem bao nhiêu quần áo có đủ không? Đủ rồi, còn chưa đi mà đã lo lắng dớ dẫn. Còn không phải sợ cậu ấm nhanh cảm lạnh à? Nếu tôi mà bị cảm thì cô có chăm sóc tôi không? Alo, thầy Mục, ra ngoài chưa? Tối nay ăn mừng đó, đừng có quên. Ừ, biết rồi. Nhắc nhở cô, chuẩn bị sớm đi. Chuẩn bị sớm à? Cạn ly. Rót rượu. Hai chuyện vui. Một, 5 năm rồi. 5 năm qua, lần đầu tiên tàu ngụy sang của tòa soạn chúng ta, tất cả đều bắt kịp thời hạn cuối cùng. Tất cả đã xong phần hiệu đính và được đưa xuống xưởng in. Chuyện thứ hai, đó là nhiệt liệt chúc mừng tờ Ngụy Sang tháng này đã phá vỡ kỷ lục bán ra trong năm của chúng ta. Chuyện này phải đặc biệt cảm ơn thầy Mộc. Thầy Mộc à,
Nào, cảm ơn. Khách sáo rồi. Nào. Lâu lắm rồi chúng ta chưa team building đúng không? Đúng rồi. Như vậy đi, tôi có ý kiến. Lần team building này sẽ 3 ngày 3 đêm. Địa điểm cho mọi người chọn. Chuẩn bị xong thì tuần này xuất phát. Hay quá đi. Tuần này có gấp quá không? Tuần này tôi cũng không tiện. Tuần này không rảnh. Bàn lại cũng được. Dù sao tôi cũng không quá trông mong. Chỉ là nếu kéo dài thì lại không đi được nữa. Thầy Mộc à, cậu xem mọi người kìa, đừng làm họ mất hứng chứ. Nếu không thì chúng ta đi Quyện Triệu ở Lĩnh Nam đi. Nghe nói chỗ đó có ngàn mẫu đất trồng cây lê, vô cùng tráng lệ. Đi Quyện Triệu à? Vậy nghe thầy Mộc, đi Quyện Triệu. Đi Quyện Triệu. Nào nào nào. Cạn ly. Bất Túy, uống nước không? Mình không uống. Ông chủ dịch, uống không? Tôi bảo cậu tới để chăm sóc Bất Túy, không cần quan tâm người khác. Túy Túy à, mình có đồ ăn vặt. Cậu ăn không? Mình không đói. Chiếc taxi đằng sau đã theo chúng ta cả con đường rồi. Không cần quan tâm. Cậu ta phát hiện rồi. Có theo nữa không? Theo chứ. Không đúng. Theo nữa là ra khỏi thành phố. Làm gì vậy? Anh thì hiểu gì chứ? Cái này gọi là yêu điên cuồng. Người đàn ông phía trước chính là chồng chưa cưới của tôi. Không ngờ trời nổi cơn giông bất ngờ, anh ấy bị một người phụ nữ xấu xa mê hoặc, đã quên mất lời thề non hẹn biển. Cái đồ lẳng lơ. Cô xem tôi làm sao đuổi theo họ. Anh mới lẳng lơ. Coi vết sẹo của anh kìa, không chừng là do cô nào cào cũng nên. Tôi nhiều chuyện rồi. Đừng có lắm lời nữa, mau đuổi theo đi. Mau lên. Chỗ này cũng không tệ. Vốn đã nói là nhiều người chút thì tốt hơn. Kết quả chỉ có 4 tên. Số hôm trước ăn đồ nướng bị tiêu chảy. Lần này thì hay rồi. Buổi trưa phải xin nghỉ, đi không nổi luôn. Lần team building này khó có được. Đúng là đáng tiếc.
Tôi còn không dám tin. Sao cô lại không thể nghĩ đơn giản là tôi đã cung cấp cho mọi người một nơi thú vị chứ? Vì cậu không phải là người đơn giản. Tôi cũng đâu có ngốc. Vất vả rồi chủ biên. Không sao không sao. Thầy Lục à, trùng hợp quá đi. Chị Mia, sao chị lại ở đây? Chúng tôi tới để chơi. Thật ngại quá, tôi là vạn trạch, chủ của nhà nghỉ. Những gì đổ xe xong rồi thì có thể vào trong nghỉ ngơi. Dừng. Thầy Mộc, chúng ta vào trong trước. Chào cậu. Phía sau chúng tôi vẫn còn chỗ đổ xe. Hay là tôi đưa cậu qua đó. Mọi người có thể đưa hành lý vào trước. Được, cảm ơn ông chủ. Chúng ta đi từ đây qua. Đi vài bước là tới. Ông chủ à, tôi hỏi thăm một chút. Chỗ của các cậu sản xuất đồ gốm sứ à? Gốm sứ gì? Đâu tôi xem. Cái này cho tôi làm. Anh làm à? Đúng. Bình thường lúc rảnh rỗi thì thích làm vài đồ sứ đựng rượu, đựng trà để giết thời gian. Vậy rượu bên trong cũng là cậu ủ à? Cái đó thì không. Tôi cũng chỉ nhận được ủy thác của nhà máy rượu. Nhà máy đó ở đâu? Nhà máy không ở đây. Nhưng mà cách đây cũng không xa. Mấy hôm nay là lễ hội Hoa Lê, nên chắc mọi người đã nghỉ phép. Và nói cho chúng tôi biết địa chỉ để chúng tôi đi xem đi. Bình thường nhà máy rượu này quản lý cũng vô cùng nghiêm ngặt, không cho người lạ vào. Nhưng mà hai người muốn đi để chúng tôi đi để mua rượu. Người yêu rượu. Vậy thật không may, hàng tồn chỗ tôi cũng bị khách uống hết rồi. Hay là qua hai ngày nữa, đợi lễ hội Hoa Lê kết thúc thì tôi đưa hai người đi. Tôi cũng muốn mua một chút về để dành. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Được rồi, mời đi bên này. Xin mời. Được. Cảm ơn. Cảm ơn. Thầy Mộc, đi thôi. Chúng tôi đặt phòng xong rồi. Chúng tôi đi trước. Chúng ta phải ở đây 3 ngày. Tại sao? Vì đang lễ hội Hoa Lê nên các nhà máy đều đóng cửa hết. Xin chào. Chúng tôi muốn 4 phòng. Thật ngại quá. Giờ chúng tôi chỉ còn 2 phòng đôi thôi. Vậy chúng tôi phải làm sao? Với cả chỉ có phòng mà anh kia vừa quỷ thì mới có thôi. Gần đây còn chỗ nào khác không? Vì giờ đang là lễ hội nên những chỗ khác phòng cũng rất đắt. Chắc là cũng hết rồi. Vậy chúng tôi phải làm sao? Ông chủ đăng ký phòng. Bạch Cảnh, em tới làm gì? Em tới du lịch. Mọi người quen nhau à? Đúng. Vậy hay là hai cô gái ở một phòng, còn ba anh đây thì một phòng. Tôi sao cũng được. Tôi cũng được. Tôi không được. Vậy hai chúng tôi được thì ở chung. Ba người không được thì ở chung. Vậy không được. Vậy càng không được. Nhỏ vậy. Nói trước là giường này của cô, còn giường này của tôi. Cô không được lớn qua. Được rồi. Vậy tốt nhất là cô cũng hãy tuân thủ quy tắc. Đương nhiên rồi. Còn nữa, tôi không thích người khác động vào đồ của tôi. Tôi đâu có thèm. Chướng mắt. Cô nói gì? Tôi nói là điện thoại hết pin rồi. Ổ cắm đó cũng là của tôi. Tôi dùng xong thì trả cho cô. Con người cô làm sao vậy? Cô không được động vào. Cô Bạch à, cô nói lý một chút đi. Trên này có viết tên của cô sao? Nhưng mà rõ ràng của tôi mà. Cô làm gì vậy? Được rồi, giờ nó là của tôi.
Ba chúng ta làm sao mà ngủ? Vậy tôi ngủ ở đây. Buồn ngủ quá đi. Lúc nãy Dạng Trạch nói bố của anh ta là Dạng Nhiễm. Thật trùng hợp là bố anh ta từng làm ở phường rượu nhà tôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy chỗ này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Dạng Trạch cũng rất kỳ lạ. Lúc nhỏ hai người có quen không? Không quen. Nhưng chú Dạng rất bảo vệ anh ta. Lúc nhỏ tôi nghe nói sức khỏe của Dạng Trạch rất yếu. Chú Dạng vẫn luôn để dành tiền. Nhưng lúc anh ta còn nhỏ, đưa anh ta ra nước ngoài phẫu thuật. Giờ nhìn dáng vẻ chắc là đã khỏi bệnh rồi. Chú Dạng nuôi anh ta trên núi chắc cũng là do sức khỏe của anh ta. Sức khỏe của Dạng Trạch không tốt, còn ra nước ngoài làm phẫu thuật à? Chắc là Dạng Nhiễm kiếm được rất ít tiền ở phường rượu. Phường rượu nhà chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ, mọi người cũng chỉ kiếm được chút tiền sống tạm mà thôi. Vậy sao mấy đưa con ra nước ngoài được? Cái này tôi cũng không biết. Từ sau khi ông ấy rời khỏi phường rượu thì cũng không còn tin tức. Chắc là làm giám đốc của khách sạn nên kiếm được nhiều tiền. Cũng chưa chắc. Rất khó để Dạng Nhiễm được thăng chức ở khách sạn. Muốn làm tổng giám đốc cần rất nhiều thời gian. Với cả lương mới làm cũng chưa chắc đã cao. Sao anh biết? Khách sạn nhà anh mở à? Không đâu, không giống. Có gì mà không giống? Thật ra thì có lẽ đã được rửa qua nước. Đúng. Hai vị không muốn cũng muốn ly trà sao? Thứ ngán như vậy, hai người tự thưởng thức đi. Uống một ly không? Tôi cũng không. Tạm biệt. Anh nghi ngờ ở đây có người làm qua ly trắng à? Thầy Mộc nhà cô đâu? Không phải là Như Hình với Bóng à? Công việc thì Như Hình với Bóng, nhưng bình thường thì không thân. Tôi lại không thấy như vậy. Anh cũng quan tâm ghê ha. Nói thật, sao lần này mọi người lại cùng nhau hành động? Không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có tình bạn mãi mãi. Thật ra tôi thấy trong mấy hũ rượu này chưa chắc đã là rượu. Thời gian cũng đã lâu, mùi vị cũng mất hết. Sao cô biết không phải là rượu? Bốc ra toàn mùi chua. Có lẽ là hũ giấm. Giấm à? Họ có tổng cộng 4 người, đều có hứng thú với qua lê trắng. Tôi đã hứa là đưa họ đi. Được rồi. Có thể giúp gì cho anh không? Ông chủ Dạng, tôi muốn hỏi thăm một chút. Là người ủ rượu qua lê trắng là ai? Cái này là bí mật kinh doanh, tôi cũng không biết. Nếu như có biết thì cũng không thể tiết lộ. Là người như thế nào? Người mở nhà máy rượu là một ông chú. Họ gì? Họ Dương. Nếu như tôi đã hứa đưa mọi người đi thì đương nhiên sẽ gặp được ông ấy. Cảm ơn. Có nghe ngóng được gì không?
Tôi nghe được cậu ta đang điện thoại cho ai đó, nói cho đối phương biết là chúng ta đang tìm rượu qua lê trắng. Con người này có rất nhiều điểm khả nghi. Tốt nhất chúng ta đừng bước dây động rừng. Tôi thấy là có thể tìm cách nào đó để thử anh ta. Tìm hiểu tính cách con người của anh ta trước. Nhậu? Không được. Với sức khỏe của cậu ta thì sẽ không để chúng ta chuốc say. Đánh bài. Đánh bài xem nhân cách à? Được. Cũng được.